Đây một con chim trống anh em nhé. Thì con mái thì mình hôm qua lụm rồi, nay quay lại bẫy con chim trống anh em ạ. Hoàng Thắng, kênh chủ đề săn bắt giải trí phiêu lưu. Bấm đăng ký kênh cũng như bấm chuông để theo dõi video mới nhất nhé. Sập, ôi không sập anh em ạ, nó nhẹ quá. Sập, ôi sập luôn anh em ạ, nhẹ quá. Chim trống là vậy anh em ạ. Qua một lần nó sập anh em. Sập, quá sập. Chim trống khô lắm rồi. Ôi, nó bước qua anh em ạ. Này nó phải bước qua cái lẫy gầu tử bên này. Chơi đấy một đôi luôn anh em ạ. Đây đó, đây một đôi luôn anh em ạ. Có hang chưa? Đấy, đi đây về một đôi đây. Đó, dính luôn anh em ạ. Lần này thì khỏi thoát luôn anh em ạ. Ok. Đó. Quá hăng. Con trống thì lừa mãi không dính, thì cuối cùng nó đưa con mái về anh em ạ. Đây anh em ơi. Đó, đây là chiến lợi phẩm của anh em đây. Mình chỉ bẫy con trống thôi. Thì kèo này hôm qua mình có bẫy rồi, nhưng mà được con chim mái trước rồi. Thì hôm nay nó lại dẫn được một con chim trống, con chim mái về anh em ạ. Hôm nay Thắng chỉ lên đây quay clip bẫy con trống này lại cho anh em xem. Nhưng mà mới đầu thì con trống nó cũng luẩn quẩn cũng khá là lâu ấy, nhưng mà không dính anh em ạ. Thắng phải đổi thế bẫy bằng lụp, bẫy thành hai lụp anh em ạ, chứ không phải đánh mỗi bẫy một lụp thì nó lâu dính. Nhưng mà ở đâu nó lại dẫn được con mái về anh em ạ. Thế là dính con mái trước rồi. Thì clip này nó cũng khá là dài rồi. Hoàng Thắng xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi hết clip bẫy cút của Hoàng Thắng nhé. Anh em thấy clip hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Hoàng Thắng nhé, để Hoàng Thắng có thêm động lực đi bẫy chim cút cũng như bẫy gà, bẫy các loại chim thú, chia sẻ lên kênh cho anh em xem giải trí anh em nhé. Rồi thì cuối cùng Hoàng Thắng xin chào hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha. Ok.